trong bối cảnh nằm ở bảng đấu gồm toàn những đối thủ rất mạnh như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Mục tiêu thiết thực với đội tuyển nữ Việt Nam là có một bàn thắng ở World Cup 2023. Chỉ cần làm rung lưới đối thủ, các học trò của ông Mai Đức Chung cũng có thể tạo nên lịch sử ở sân chơi thế giới. Tín hiệu tích cực là dù khoảng cách giữa đội tuyển nữ Việt Nam và các đội hàng đầu thế giới còn rất xa, nhưng việc ghi bàn không phải đích ngắm xa vời với các đội tuyển cửa dưới. Ở World Cup 2015, đội tuyển nữ Thái Lan có bàn thắng và chiến thắng lịch sử với tỷ số 3-2 trước bờ biển Nga. Dù vẫn bị loại sau hai trận thua với cùng tỷ số 0-4 trước Đức và Na Uy, nhưng màn thể hiện của đội tuyển nữ Thái Lan đã mang tới cảm hứng cho các đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Hay ở World Cup 2019, Thái Lan đã thua tới 0-13 trước Mỹ rồi sau đó tiếp tục thua đậm 1-5 trước Thụy Điển, tuy nhiên cũng nỗ lực ghi một bàn. Đội tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn phải chơi phòng ngự trong lần đầu tới World Cup. Hãng thống kê Opta dự đoán trận ra quân của thầy trò ông Mai Đức Chung với đương kim vô địch Mỹ sẽ là trận đấu nửa sân, nơi bóng sẽ chỉ lăn trên phần sân phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Hai trận đấu còn lại khó tránh khỏi viễn cảnh tương tự. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ cho kịch bản này khi xây dựng sơ đồ 5-4-1, trong đó 5 hậu vệ răng ngang bảo vệ vòng cấm, 4 tiền vệ tranh chấp quyết định tạo thành lớp phòng ngự thứ hai, còn tiền đạo cắm phải độc lập tác chiến, tận dụng sai sót của đối thủ để tìm kiếm cơ hội. Những buổi tập vừa qua, ông Mai Đức Chung đang tăng dần khối lượng tập luyện. Ông yêu cầu học trò giữ tâm lý ổn định, đồng thời rút kinh nghiệm từ những trận thua trước New Zealand và Tây Ban Nha. Việc chạm trán với những đối thủ mạnh vượt trội giúp đội tuyển nữ Việt Nam quen dần với cường độ chơi bóng, từ đó tạo ra giải pháp phù hợp. Cái khó của đội tuyển nữ Việt Nam là phải duy trì mạch triển khai bóng ổn định trước áp lực khủng khiếp của đối thủ, từ đó mới có hy vọng tổ chức phản công và ghi bàn. Ở trận gặp đội tuyển nữ Đức ngày 24 tháng 6, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thành công khi bố trí Thúy Hằng và Thanh Nhã ở hai biên, rồi triển khai những pha phối hợp đập nhả ấn tượng giữa biên và trung lộ để mở ra khoảng trống. Tuy nhiên ở trận đấu ngay sau đó với New Zealand, đối thủ đã bắt bài mảng miếng phối hợp này của đội tuyển nữ Việt Nam. Khi Thanh Nhã, Hải Yến hay Huỳnh Như bị theo sát, các bài tấn công của thầy trò ông Mai Đức Chung rơi vào ngõ cụt. Trong thế trận phản công, những cầu thủ khả dĩ nhất có thể ghi bàn sẽ thuộc mẫu giàu tốc độ, có khả năng bứt tốc và càn lướt như Thanh Nhã, hay nhanh nhạy và biết chớp thời cơ như Huỳnh Như. Nhưng với lối chơi tập thể, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không đặt gánh nặng ghi bàn lên vai cá nhân nào. Để nuôi hy vọng có pha lập công lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập nhiều bài phối hợp hơn trong những buổi tập vừa qua. Bên cạnh những đường phản công được chui rèn nhuần nhuyễn, ban huấn luyện còn bố trí tập tình huống cố định với các bài đá cột xa, cột gần, phối hợp di chuyển trong vòng cấm để mở ra khoảng trống. Các cầu thủ cũng tích cực tập sút xa, dứt điểm tuyến hai. Huấn luyện viên Mai Đức Chung xây dựng nhiều phương án chơi bóng để bàn thắng có thể đến từ bất kỳ ai, từ bất kỳ kiểu phối hợp tấn công nào. Ở sân chơi quá tầm như World Cup, khi mọi chỉ tiêu đều khó đạt được, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới nhiệm vụ chiến thắng bản thân, tiến bộ hơn từng ngày. Cứ kiên trì nỗ lực trên sân tập và nắm lấy cơ hội trên sân đấu, các học trò của ông Mai Đức Chung đủ khả năng chạm vào bàn thắng lịch sử. Cách đây ít ngày, đội bóng chủ quản của tiền vệ Thanh Nhã là câu lạc bộ Hà Nội 1 vừa chia sẻ rằng họ chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ châu Âu. Tuy nhiên, những nguồn tin mới nhất cho biết một câu lạc bộ tại Đức đã bày tỏ sự quan tâm đến chân sút 21 tuổi. Đại diện của đội bóng Đức muốn cuộc đàm phán sớm được tổ chức và nếu mọi chuyện thuận lợi, Thanh Nhã có thể sang châu Âu thi đấu ngay sau khi trở về từ World Cup 2023. Trong khi đó, phía câu lạc bộ Hà Nội 1 muốn dời thời gian đàm phán lại tới sau World Cup để Thanh Nhã dồn sự tập trung cho giải đấu. So với bóng đá nam, mùa giải bóng đá nữ tại châu Âu thường bắt đầu muộn hơn, khoảng giữa tháng 9. Chính vì thế, việc chuyển thời điểm thương thảo tới sau World Cup được đánh giá là hợp lý. Năm ngoái, Huỳnh Như cũng đến cuối tháng 8 mới sang kiểm tra y tế và đặt bút ký vào bản hợp đồng gia nhập Lang FC. Ngoài ra, việc tham dự các trận đấu ở đẳng cấp World Cup sẽ giúp Thanh Nhã tích lũy nhiều kinh nghiệm cùng cái nhìn tổng quan hơn về những nền bóng đá châu Âu để có thêm sự tự tin và đưa ra quyết định hợp lý.